là có chị Nam, có chị ruột, có chị Quả Đen tiếp đãi. Và hôm nay em rất là mừng, tuy rằng đây là đơn bạc đó là tấm lòng chân thân ái của các cô chú và đây là chủ nhà nữa, và nhất là chị Quả Đen nữa ha. Có cô chú ơi, dùng Có ốc cơm bắn nè. nè cô chú. Ôi ốc rất là ngon luôn, em mấy năm mới được ăn ốc luộc á cô chú à, ngon lắm. Cái đó là món của em hồi nhỏ tới lớn em mới ăn luôn đó chị. Ốc mày mò hay là chạy vậy? Cái này chị mua, chị đi Nhớ mò. hôm qua bà đang có mua mớ rồi dùng còn rồi chị này chị đi chợ sáng mua thêm mớ Mua nữa. thêm hả? Chợ ốc luộc. Nè chị bán ăn vô. Khoáng rồi Ăn ốc vô. Nắng quá. Nắng quá, ở đây thì mát, em thích vậy đó. Anh không thích. Anh đừng quay nào cái quay nó đâu, cái này nó liền nhỏ đó. Anh Thanh sao chị của cô đang được cơm không? À, chị mới dùng cơm xong cho nó, chị dùng nước nhiều nhất. Ta trời nắng á. Đó tới cổ luôn, uống nước lại. Mới dùng rồi hồi nãy phải... Cái ơi hả trời ơi, nè kêu cháu ơi ăn cơm nha. Thì ba anh phải gỡ luôn cái ăn ba chục á. Ăn đi nghỉ chục à, nhâm tham mà hơi tàu cỏ bà tàu cỏ. Ai Thanh bữa nay lại nhà quả đang chơi rồi em có dùng cơm buổi sáng chưa? À em ăn sáng, em ăn sơ sơ rồi, ăn ăn sơ thôi, em uống nước nhiều. Dạ vậy bà đang dọn cơm, Thanh dùng cơm với bà đang cho vui một bữa nha. Thôi chị cũng được, hai chị em mình dọn ăn cơm một bữa cho kỷ niệm ha. Dạ với bà rồi, đang ơi, chị bà đang dọn cơm với Thanh ăn nha. Vậy bà đang đi ra sau dọn cơm cho em ăn nha. Rồi em đi dọn với chị nha. Rồi. Rồi em tiếp dọn cơm chị nha. Ôi chị qua bây giờ ăn ở trong nhà thì ở ngoài này thì ói bất lắm, chị em mình qua chỗ cái lùm cây đó đi. Ủa dương bầu hả? À đúng rồi chị ha. Dạ. Có vừa vừa cái có cái đìa có nước nó hơi thoáng mát. Dạ. Mình có món ăn gì giới thiệu cho cả nhà. Hôm nay em qua nhà chị qua chơi nè, có coi gồ kho lạc. Kho lạc. Với rau cải. Rồi rau cải, dưa leo, rồi nước mắm chua. Đây là qua chị tiếp đón, tuy rằng là cơm canh đạm bạc nhưng trong lòng chị em rất là vui à. Xin mời cô chú dùng cơm chung nha. Mời cả nhà để theo Hòa Đen với em Thanh nha. Rồi mình qua bên bển đây nó mát chị ơi, có mát. Lùm cây và đồ nó mát mẻ. Dạ. Cái nhà... Ngồi dùng cơm thấy mát đúng mẻ rồi, hơn cô chú ơi. Như vậy nè nó mát, không mát hơn chị ơi, ở trong nhà nó nắng oi bức lắm. Dạ. Cô chú ơi đi dọn cơm qua đây ăn, hai chị em qua đây ăn nè. Dạ. Thôi như vậy cũng là vui rồi. Ở đây nó mát, ở đây mát hơn, ở đây có ngoài đồng, có gió hiu hiu nữa, có gió rồi bắt đầu ở đây nè, có đường mương nè, có cái đìa, coi vịt, ủa chị ơi vịt nó ấp kìa chị, vịt ấp, rồi bữa nay được ấp ngon quá trời ngon nè chị, em lâu rồi không được ăn ốc luộc, dạ bây giờ được rồi, cái vịt ấp. Sinh ra mình ăn ở đây mình còn thoáng mát, còn có hương vị hơn. Bên đã bay kia. Em đặc biệt là có chị Nam, có chị ruột, có chị Quả Đen tiếp đãi. Và hôm nay em rất là mừng, tuy rằng đây là đơn bạc đó là tấm lòng chân thân ái của các cô chú và đây là chủ nhà nữa. Và nhất là chị Quả Đen nữa ha. Có cô chú dùng có cơm. Có ốc bắn nè cô chú. Ôi ốc rất là ngon luôn, em mấy năm mới được ăn ốc luộc á cô chú à, ngon lắm. Cái đó là món của em hồi nhỏ tới lớn em mới ăn luôn đó chị. Ốc mày mò hay là chạy vậy? Chị mua, chị đi mò. Hôm qua bà đang có mua mớ rồi dùng còn rồi chị này chị đi chợ sáng mua thêm mớ nữa. Mua thêm hả? Chợ ốc luộc ngon lắm cô chú ơi, đây là ốc luộc nè cô chú à, với mắm chua nữa đó nghe. Mời cô chú dùng cơm với em và bà chị Nam và chị Quả Đen nha. Dạ. Nè chị. Chị Nam muốn dùng cơm. Chị Nam dùng với em thì vui ạ. Dùng hồi no quá, uống nước không biết mấy ca nữa nè. Tới cổ dùng. Mời cả nhà dùng cơm với Hòa Đen với em Thanh nha. Dạ cô chú ơi mời cả nhà ăn cơm nha. Mời em Bình ăn cơm luôn. Dạ.
ngon lắm. Có cải dưới đây anh. Ngon quá. Thì dùng cái gô kho lạp ăn nó ngon quá, béo quá. Ở chút bên dùng mấy túi cầm cho. Nè chị bé ăn vô. Ừ. Khoáng lên. Ăn ốc vô. Vậy mời chú ăn cơm chú. Ốc có bự không à chú? Dạ, ốc có bự. Nó đi ăn cắt nè. Nè ăn cắt mà chén á. Chén lại. Được chị đi ha. Ngọc hết chút ăn cơm. Ăn chung với chưa vui. Ngon chú à. Trời ngon quá. Ngon à. Ừ, ngon lắm cô chú ơi. Lâu quá không được ăn ốc. Ốc ở ngoài đồng. Ốc này là ốc thiên nhiên mà, ngon lắm. Ốc xác tập nó là liễn, bố là liễn giữa đất ăn cột, bố ta chát á. Dạ. Chú ơi, ăn cơm rồi chú ơi. Ốc luộc như với cơm mẻ mới là đúng hệ. Em dễ ăn lắm. Cái đâu là cái hụi hụt hết nhé. Ba cái năm kho cá ngon quá. Chậm mì ăn tới chắc là chú. Chậm đi. Chú nấu rồi mấy anh lại chú. Quạt. Bạo đi anh. Bảo quá, bà đem bảo. Bảo thua. Ờ, bảo rồi, bảo thua thanh đạo rồi. Ô, có mà thanh đạo mò nó cù khi cù tiên. Thì tập tắt miệng. Ừ. À, nắng quá. Nắng quá, ở đây thì mát, em thích vậy đó. Em hạ không thích. Anh Thanh sao chị của cô đang được cơm không? À, chị mới dùng cơm xong chứ nó chỉ dùng nước nhiều nhất. Ta trời nắng á. Nó tới cổ luôn uống nước hoài. Mới dùng rồi hồi nãy phlem đó. Sao cảm giác của mình như thế nào khi mà lại tới có cô Bà Đen và chị của cô Bà Đen đãi cho mình bữa cơm như vậy? Cảm giác này rất là thân thương và rất là truyền cảm. Và đã biết đây được chị Nam tiếp đãi với chị Bà Đen và những chủ nhà rất là nồng hậu. Đây là có kỷ niệm vui nhất trong đời em. Và cũng là lần đầu tiên em ăn cơm ngoài này, nó rất là cảm thấy rất thoải mái, rất là thoải mát. Ở trong nhà thì oi bức lắm. Nhà, nó lắm vậy à. Nhưng mà ăn dưới đây có cái cây tre mình rất là em vui nha. Ngon nó đẹp hơn á ha. Dạ đúng rồi, xung quanh nó thấy cảnh cũng thấy đẹp. Quả ngon không chị? Dùng cơm người quả đang đi bắt gà đi làm gì. Quả chăm tía chăm con đi gà làm gì á. Cháo gà. Ừ, cháo gà bắt được thôi, cháo gà cho bà đang ăn luôn. Nó lội nước bắt. Bữa trước thì Thánh Bào lợi thì bắt dịch á. Ừ. Dịch. Dịch trốn 3 ngày. Mới gà. Dịch nó sợ. Hơn dịch nó sợ, trốn 3 ngày cái nha. Rồi bây giờ Thanh Thanh chả chiên lại. Thanh đúng rồi, bán chả, Thanh bán chả, chuột chén kiểu chả lại thì rồi gà. Bắt gà. Bây giờ gà này khó bắt hơn vịt nữa đó. Chạy không nổi à. Nói gì? Nên mày bay hai cái này lấy gọt phải nhạc đấy. Mưa lại nữa. Tối nay quả đang tối tối dặn dặn quả đang bắt con gà dầu. Dạ. Anh mới tính mua vịt nấu chao ăn.
không thấy ngốc nữa. Đó, hơi như ta chị nó bị nó gấp chị đâu chị đâu nhẹ đã bữa cơm về cười cái gì cái thân bả không có rồi bả nhột mà bả kiếm chị nhưng mà ngon không ngon lắm ngon không ba thấy mình ngon này cười cái này thế nào thương cũng đâm cuốn hồng anh Vinh đang cười cái này hả cái này nè kêu cháu ăn cơm nha ăn nghỉ chọc à nhâm tham mà hơi tàu cỏ bà tàu cỏ dùng ăn bữa lâu lâu lại lỡ mày từng mày đi lọt con mày đi giờ nói trong tóm ông báo luôn á bữa nay người hậu không bạn bữa nay phải quyết tâm qua thăm bà chị về chị Ba Đen bữa nay thánh trận giải chiên không bán bữa nay là đòi qua đây là đâu có biết nhà đâu chứ quen biết là chỉ là đi xà mạ đi lô tô thấy chị với em tiếp xúc nhau chứ chưa biết nhà nghe bữa nay liên lạc trên bệnh dắt ba thăm bạn sao mới chị mà lo rồi uống nước không à uống nước không vậy ăn được nửa chén à nửa chén ăn lẻ đi ốc không ăn hồi nãy bảo rau hết dĩa ơi rau hả ừ bảo rau hết dĩa rồi anh Nhật muốn no rồi cùng đi cùng hai cặp nhau cái gặp không phải cái đâu cười cho khán giả coi cái cười ai do trời không có gan đâu đưa lên tao quản hồn hết trơn tao tưởng Cương Thi không đó tưởng nó Cương Thi nó còn cô bà đang đi ban đêm thì nhìn thấy gan thôi ừ với thay cái ruột ấy đi ban đêm này nhìn thấy găng tôi mà đi ban đêm cười chắc nó lấy tưởng ma cà rồng ma cà rồng hồi đó hả đi ăn đi bán số cái mặt quần lách cách á cái nhỏ cái gần đó mới chết em đâu có biết người đó đi vệ sinh đâu dắp ống quần em đó ôi nhỏ kia dở quần chạy nó khóc tùm lum đi ra thấy em đi ra lù nó chửi chứ ăn cho nó thanh rồi em ăn ốc chơi ăn cái này để lót giả đó ốc bán ngon quá ngon rất là béo luôn á ốc thì nhiều tinh ba tinh nâu xa không ăn phô ăn vậy nhưng tinh nó canh phô á ngay nó phô nó xó phô nó cháy á okay. Ừ men cố nó kim phô xó à tê thằng em đang làm mấy cái bưởng lọc á đó thằng nó tê nhưng bay rồi chẳng ho ăn nữa đi chị đây chị bà nói nói ăn nữa em có mình em suốt hết cái này luôn nói chị ép đắt ép đâu ép à ép tới sao không bệnh em bệnh hộp không mày ăn hộp đó mày hộp này bình thường bán yên tâm em không có ngại đâu chẳng mà bán đặt bán hộp mình đoạn đây Bình mời cả nhà dùng cơm cùng với Bình ha nãy giờ Bình cầm cam nhưng mà nãy giờ thấy anh Thanh ăn một mình với cô Bà Đen thì dùng có nửa chén à cả nhà thì Bình cũng xuống gác cam lên để dùng cơm cùng với anh Thanh với cô Bà Đen thì dùng có xíu là giống con gì con thằng lằn con mèo vậy con mèo á kêu sao mèo lớn lên mèo lớn lên mèo mèo gì mèo ăn mẹ gì mèo quang mẹ gì mèo quang bạn mèo sao mèo mau mau á dính không mau mau chị học bài đâu mèo
Bố cho thằng Lý mà tắt tay ngáo ngáo. Con mà lọt thế này. Con mà lọt. Mười gan cười. Bà lại thấy gan mình bắt ép buộc cười em giận lắm lắm rồi. Mời cả nhà dùng rau ha. Cá kho là cái này ngon, cái năm không ngon quá. Bao tử nhỏ rồi em ăn nhiều lắm. Em ăn cơm buổi vậy em ơi mới ăn nữa. Nên nói với thời buổi giờ dùng ở ngoài giống bờ sông hay là bụi chuối sau hè này kia rồi. Sau hè kia ngon lắm thiệt, đi ruộng ăn cơm ở nhà không ngon mà ra ngoài đồng ngon lắm. Đi dậm á, đi dậm cải vô ai đó. Kêu anh cái ăn hơi lộn hơi xưa. Em mà ăn cơm á, trời mưa đang lợi vậy mình thấy ăn ngon, ra ngoài đồng ăn cơm ngon. Ngon ngon không nào à? Ừ. Gặp phục con tên bà ơi ngày. Nó nó chán nó quên. Ăn mía. Có. Tôi ăn vỏ á. Tưởng nó mốc rồi á. Ăn kiểu này dính họng chết á. Hai miếng. Dạ, có một bộ món á. Dạ. Ngon. Hai miếng. Ăn không. Hai miếng. Ngăn ơi. Ăn không tốt đâu. Ốc luộc ngon biết sao mình ăn ngon. Để muối chút. Để một ngọt chút ngon quá ha. Ăn ăn xong á bắt đầu mình nhảy xong chắc vui lắm ha. Xong này nhảy xuống khỏi đầu thai à. Liếc vừa lên á. Ngon hả vừa tàu lên tiết á. Dạ. Nó chết tải mấy nhỉ. Mình o chết đi. Nó lên bột á. Nó dơ. Mình rửa. Ngon. Ngon. Mình nói mình múc gà nó chẳng tươi thấy không. Gà gáy sao? À, à, à. Gà gáy. Gà này giống gượng đẹp quá. Gà, gà khi mới rau à? Ừ. Trời ngày cà chê á. Gà gáy. Em mà không đứt tay đứt chân hay làm chuyện là em không có liệu đâu. Nhưng mà nói đừng có đụng chạm có luôn. Nhưng mà đứt tay đứt chân hay xỉn á. Là em mạo. Giòn hoang á. Ngon á. Ốc ngon á. Thì ốc ngon hay dùng một mình một củ này được rồi. Thôi chịu không nổi bạo tử đâu. Để bột ngọt một chút. Chứ để nước dừa không? Ổi á. Chỉ luộc. Bà biết ăn không ăn bà đen. Ừ. Bên đây buồn hiu bệnh. Bệnh rồi. Tại nó ốc. Chưa kìa không? Rồi coi nó nổi kìa. Ừ. Xuống bắt đi. Hả? Hai cái. Ký. Ký chân thời tôi ký bà lỡ vậy. Mà hay hiểu nó ơi, mày ta hiểu hai cặp bơ cho họ. Ủa mày thật mình cặp bơ đi á. Thôi chơi vừa hộ cho ấy nhắn. Ừ. Bây giờ không có cá sấu đâu. Giờ nào cá sấu cắn mình cắn cá sấu. Tại bay vĩnh á. Không, vậy chứ. Cá sấu có không? Có cá sấu không? Nó tùy cả lệch nó. Tụi xong nào dặn xong chỗ còn sợ sợ chỉ là sợ thôi là sợ tụi nào quá. Không cá sấu bây giờ mình không thấy đúng không? Ừ. Kêu cô bà đen đi là thấy liền. Khỏi đâu anh em. Không khỏi đâu cá sấu ơi thiệt á. Đi vô cá sấu là thấy liền. Cá sấu nó lên nè. Ê chào bạn hữu đường xa. Sao được á cô? Rồi đi cá sấu nó chăng ngon. Sợ thôi. Sợ xong nó cá sấu nó ruột á hiểu không? Thì bây giờ sợ không sợ cô đi là có không có là biết liền chứ đâu. Đi sao có. Đây là ăn bốc mới ngon cả nhà. Ăn bốc chị mới ngon. Mời cả nhà. Khoai khoáng không à? Khoai ngon á. Tại bao tử nhỏ thôi nhưng mà lớn là tôi ăn thịt nguyên tô. Heo cây sao? Khi bây giờ nguyên mà đông rồi. Vô cái lọc khăn em gì là thấy cách luôn. Bà con ăn đi. Tức bà nhỏ xíu bà. Ăn mới có sức đi bán.
dùng nhiều nhiều đấy dùng. Xong rồi cô phóng một phát mà wow. Không đâu. Đồn luôn. Má mà phóng cái màu le lưỡi cho ấy vậy. Le lưỡi sao? Le lưỡi à. Le lưỡi sao? Chứ là đập chiên đây nãy này đi. Chiên lọc á. Dạ, nhắm chui lọc ai kia ta. Tiếp bán người ta. Mình đi bằng mướn. Bình hút kéo á. Nhắm khi khai ăn chắn. Bạn vừa đến ghép hút phì cọp mọc bạc một luôn. À, ta bao tử, ba tử. Chẳng ba tử yếu ăn nhiều cũng được đâu. Ốc nó mát, nó lạnh lắm. Thôi cả nhà ơi, thì bây giờ Bình Đen và anh Thanh và cô Hòa Đen và cảm ơn cô Năm đã làm một bữa cơm đạm bạc. Đại cho đang đạm bạc rất là ngon, rất là kỹ niệm. Đại cho Bình Đen và anh Thanh mời lại nha. Hòa Đen thì dùng ở đây xuyên suốt rồi cả nhà. Mời làm ra. Nhưng mà okay. Bình rất là vui luôn á khi dùng được bữa cơm này rất là ngon. Có trái cây. Thì trái gì cô? Xài. Ăn miếng. Để xoài có rau nè, có rau rồi các kho lạc nữa, rồi thêm ốc đắng nữa. Anh cảm thấy là bữa nay bữa cơm nó đầy tình cảm hay thế nào anh? Vừa thân thương mà lại nhiệt tình nữa. Cảm ơn bữa cơm hôm nay nha. Cười cái em mới em lại được. Cười cái á là cái chọc cho cười đã nói xấu rồi cho bắt cười hoài. Thôi thì chào cả nhà ha. Chào cả nhà. Mm-hmm.